Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, Zika Audio lại xin chào anh Bùi Văn Trinh ạ. Vâng, anh ở thành phố Thái Bình. Vâng, anh cũng chọn cho mình một cái số B3 mã là 2021-330 mặt trước. Nhân dịp Zika Audio tri ân khách hàng. Vâng, giá rất là hữu nghị để giao lưu với các bác. Vâng, và bên em có tri ân một cái áo mưa với cho anh Trinh, là món quà tri ân ạ, được in hình logo của Zika Audio nhé. Vâng, và bên em cũng đang test cho anh Trinh ạ. Vâng, đây cũng là sản phẩm mới đập hộp và bảo hành 1 năm nữa, 1/1 trong tháng đầu. Vâng, đó là cái sức đang chơi của anh Trinh. Vâng, chúng ta cùng trải nghiệm. Rất là lực luôn anh Trinh nhé. Vâng, em thử tắt sút đi ạ. Vâng, không chơi nữa. Thì nghe nhạc rất là mỏng, bí, nó không có giải siêu trầm. Đấy, anh phân biệt được khi mà hỗ trợ trầm và nó tác dụng như thế nào. Vâng, rất là tuyệt vời luôn ạ. Em lại bật lên đây ạ. Đấy ạ, em lại bật lên. Lại hoạt động. Và chơi rất là mạnh mẽ và uy lực. Vâng, về trước được bảo vệ bởi e căng lụa rất là mềm mại. Và 330 phía trong. Vâng, nhân dịp chuyên Zika Audio rất mong quý khách hàng hãy đặt cho mình một cái súp B3 mã 2021 để có giá hữu nghị nhất. Đây là dòng súp B3 công suất khủng 500W, sở hữu nguồn xuyến 4 sò, 2 tụ và đặc biệt là sở hữu từ két rất là ngầu, gấu. Vâng, em đang lấy tín hiệu từ cái máy nâng tiếng TDL Putic mã là CB600. Và một cái vang cơ lai số Wigot K10BL. Và một cái đẩy 4 kênh Wigot mã là 4850L và một đôi loa khung Wigot PA12. Vâng, nghe tiếng rất là dày. Vâng, bây giờ là đến lượt xúc của anh Hiệp ạ. Vâng, bên em cũng test luôn một thể. Em tắt của anh Trinh đi ạ. Anh Trinh thì hoạt động rất tốt rồi nhá. Giờ đến của anh Hiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Và bên em cũng test trực tiếp luôn. Của anh Hiệp đấy ạ. Của anh rất là uy lực. Và tất cả những sản phẩm này bên em đều bảo hành 1 năm nhé. Vâng, Zika Audio xin chào anh Hiệp nhé. Vâng, em đang test cho anh đấy ạ. Vâng, số B3 mã là 2021, 330 mặt trước, công suất khủng. Và bên em cũng tặng anh Hiệp một cái áo mưa gọi là món quà chuyên được in hình logo của Zika Audio ạ. Vâng, bác của anh đang đánh rất là lực. Vâng, em test cho ba bác luôn. Vâng, các bác hãy nhanh tay sở hữu cái súp B3 mã 2021 với không gian 40-50m2 mà Zika Audio đang chuyên khách hàng ạ. Giá rất là mềm, giá rất là hữu nghị, đôi khi là giá giảm sâu kịch sàn luôn ạ. Để giao lưu các bác lần đầu. Vâng, với số V3 2021 này, chúng ta vừa chơi nhạc remix, vừa hát karaoke, vừa nghe nhạc bolero. Rất là tuyệt vời. Đa chức năng. Và đặc biệt cái dòng này là vừa chơi hơi và vừa chơi điện. Đấy, rất là tuyệt vời vì cái dòng này được tích hợp cái công nghệ mới mà trên thị trường hiện nay chưa có đâu ạ.
Vâng, hiện tại anh Trinh nhá và anh Hiệp nhá, hai Sub B3 Man 2021 của hai anh bên em đang test, nó hoạt động rất là ổn định ạ. Vâng, sau đây xin phép được bỏ ra cho những đơn hàng gửi cho hai anh. Vâng, và cùng em chúc hai anh Trinh và Hiệp sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.